Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay thì bọn mình đang trên đường để đi Buôn Mê Thuột. Từ thành phố Hồ Chí Minh mà lên Buôn Mê Thuột ý, thì sẽ mất khoảng tầm 340 đến 350 cây. Cái cung đường đi thì nó khác với cả đi Đà Lạt, nhưng mà cái thời gian đi thì nó cũng xem dài hơn một chút xíu. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đi về Buôn Ma Thuột nhá. Bọn mình đang đi đến một cái đường gọi là đường tuần tra biên giới. Bọn mình đi lên Buôn Mê Thuột theo map thôi, hơi rung. Thì cái đường tuần tra biên giới này nó sẽ giáp Việt Nam và Campuchia. Bên tay trái bên kia qua cái lùm cây bên này nó sẽ là Campuchia. Còn chúng ta thì đang ở địa phận đường Việt Nam. Đó, mọi người thấy không? Vành đai biên giới. Vành đai biên giới. Vành đai biên giới kia. Bên kia là Campuchia, Việt Nam và Campuchia rồi. Bọn mình đã vừa check in khách sạn xong. Lần này đi thì bọn mình ở khách sạn Mường Thanh. Tại vì là ở trên Buôn Mê Thuột thì cũng không quá nhiều sự lựa chọn khách sạn mọi người ạ. Phòng thì cũng chỉ là phòng deluxe bình thường thôi. Cửa vào thì kia có một cái tủ quần áo bên này, một cái mini bar bên này. Trong này thì là toilet. Đấy. Nhưng mà trong này thì có một toilet thì ở đây. Trong toilet sẽ trông như vậy. Có vẻ là khách sạn này cũng hơi lâu rồi ấy, cho nên là trông nó cũng khá là cũ. Nhưng mà không sao, một cái bàn trang điểm này và làm việc luôn. Ừ, cũng... tại sao nó lại là đèn trắng? Hay quá, đèn trắng, yo. Và cái view của phòng mình thì... À, nó có đèn vàng. Ôi, giật cả mình. Nó có đèn vàng. Ôi giời, okay. May quá. Đó, thì bên này có một cái đèn ngủ này, một cái ghế để ngồi thư giãn. Và cái view phòng của bọn mình ý sẽ là view phòng nhìn về thành phố. Thì đây là thành phố Buôn Mê Thuột đấy mọi người. Đó, trông cũng đẹp, nhộn nhịp. Núi rừng thì ở đằng xa xa kia kìa. Đây là lần đầu tiên đến Buôn Mê Thuột ấy, cho nên là bọn mình sẽ có rất là nhiều cái bỡ ngỡ mà cần phải khám phá. Một chút nữa thì bọn mình sẽ đi đón Thành với cả Xì Chum ở sân bay của Buôn Mê Thuột. Mà mình đã nói với mọi người, chưa nói với mọi người là đi này bọn mình có thêm hai người bạn. Đấy là Chum và Thành. Thành thì là chồng của Chum. Còn Chum thì chắc là mọi người biết rồi, tại vì là lên trên vlog nhiều rồi. Ok, bây giờ bọn mình sẽ bỏ đồ ra, sau đấy thì nghỉ ngơi một chút nhé. Bây giờ thì sẽ đi ăn món đầu tiên và sau đấy thì bọn mình sẽ ra sân bay để đón Thành với cả Chum nhá. Ok, đi thui. Đây là cà phê kem trứng nhá, ở số 2 đường Bà Triệu. À, Bà Triệu chứ, xin lỗi mọi người. Ồ, cái cốc nó xinh nhỉ. Cái này thì mình thấy Ninh Tito, Ninh check in rất là nhiều. Và quán cũng khá là đông, bây giờ mình sẽ ăn thử xem như thế nào. Đây, khi mà mọi người mở ra nhá, thì ở bên trong họ sẽ cho mình một cái thìa này để múc với cái kem trứng. Cái này thì khác với cả cà phê trứng mình thường là uống nóng đúng không? Thì ở đây lại uống đá lạnh. Chúng ăn thử à? Xem. Cà phê thì anh vừa rít một hơi thấy cũng thơm. Trứng này nhá. Thường thì trứng này các bạn không biết là ăn trứng lạnh này có bị tanh không?
Ngon. Ngon không? Ngon lắm. Ăn trong trứng ngon nhỉ. Mà không bị tanh, không bị tanh một tí nào. Cái này uống cũng được đấy, béo béo ngậy ngậy, thơm thơm mùi trứng. Mọi người nốt món này lại nhá. Đang ở cảng hàng không Buôn Ma Thuột để lên đón Chum. Từ từ phải lấy vé không ta? Hình như là không. Nằm ở bên phải. Hay. Đôi chim cu đây rồi. Đôi chim cu đây rồi. Anh ơi, cho em hỏi đi về Điện Biên Phủ đường nào ạ? Điện Biên Phủ Hà Nội em. Điện Biên Phủ Hà Nội anh ạ. Em quay đầu em lên cái lên máy bay, em lên cái máy bay riêng nhà anh nhá. Mới thêm nghề, mới thêm dịch vụ đón lượt sân bay à? Đúng rồi. Sau khi mà đón Chum với cả Thành xong thì bây giờ bọn mình đang ở bánh ướt là 90A Lê Thánh Tông. Đây, Chum đây, Thành đây. Đấy. Bình thường ấy, khi mà đến Buôn Ma Thuột thì mọi người hay ăn cái bánh ướt ở 45 Trần Nhật Duật đúng không? Hôm nay bọn mình qua đó nhưng mà quán lại đóng cửa cho nên bọn mình ăn thử ở quán này. Tại vì là mình thấy quán này có vẻ rất là ít người quay lên và hôm nay bọn mình sẽ ăn thử xem như thế nào. Đây, bánh ướt ra đây rồi, cảm ơn anh. Đây, cũng vẫn là bánh ướt trồng đĩa. Thì mọi người sẽ thấy là với mỗi miếng bánh ướt ấy thì nó sẽ là một cái đĩa như thế này. Đây, mọi người cuốn lại nhé. Thì heo cuốn trong kia như kìa. Đấy, đại loại là như thế này. Sau đó thì mọi người sẽ chọn là một là nước mắm, hai là mắm nêm. Sao sao? Cảm giác sao? Được không? Ngon. Ngon hả? Được không? Ngon hả? Được không? Ngon hả? Ngon. Mỡ cuốn chắc chẳng ngon. Không ngon. Thanh bảo là mắm nêm ngon hơn cho nên mình sẽ chấm mắm nêm. Mắm nêm thì sẽ tất nhiên là sẽ có mùi hơi nồng này. Xong rồi có vẻ như là có dứa và có ớt. Cảm ơn Chum. Đây, Chum đang quấn hộ cho vào mắm nêm. Ngon đấy. Cái vỏ bánh nó sẽ có vị hơi chua chua nhẹ nhá. Chua nhẹ của từ cái gạo của cái vỏ bánh. Thịt nướng nó thơm thơm giòn. Đang ngoài ăn cùng cả xoàng. Món này ăn nó sẽ kiểu nhẹ nhẹ bụng ấy. Mà nó không hề bị ngọt một tí. Không ngọt đâu. Đây là kết quả cuối cùng. Ai người chiến thắng? Anh với Thành chắc là rất là ngang nhau. Nó quá. Giải bét thuộc về mình. Trong khi mình là heo minh nhân ở đây. Tổng cộng là chúng ta ăn hết 42 đĩa. Bao nhiêu? 42 đĩa. Và hết 265.000. Mọi người thử tham khảo quán nha. Đây, đây là địa chỉ của quán này. Lẽ ra nếu mà bọn mình chỉ cần đi sớm khoảng tầm 15 phút thôi là bọn mình sẽ nhìn thấy hoàng hôn ở đằng này. Đó, nhưng mà hồ trên này rất to, rất rộng và trong lành nữa. Mọi người cũng đến đây kiểu đỗ xe rồi cắm trại các thứ ở dưới kia này. Đấy, mà không xa trung tâm. Úi giời, trông vợ ở đây đẹp thế. Vợ đã mang một cái kính màu đỏ đi để nhìn hoàng hôn. Ý là qua nhìn qua cái lớp kính này nó màu đây, đỏ. Đây cho anh mượn để cho mọi người xem thử có nhìn đây. Qua được cái kính màu đỏ đấy không? Đây, cho mọi người xem nhìn kính màu đỏ nó sẽ như thế này. Ồ, oh. Đó là sẽ như thế này. Vị trí này rất là đẹp nhưng mà bọn mình ra muộn quá. Ừ, đẹp quá. À, chiều ngày mai thì bọn mình sẽ quay lại đây. Tầm 5 rưỡi ra là đẹp ha. Đúng. Hồ này là hồ E cao, E A cao. Đúng. Đó. Đây là lần đầu tiên bọn mình đến Buôn Ma Thuột với cả kiểu có rất là nhiều những cái từ ngữ nó là kiểu của người dân địa phương ấy. Cho nên nếu mà chẳng may bọn mình phát âm nhầm thì mọi người bỏ qua nhé. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you.
Hôm nay bọn mình ăn cô thu bún đỏ. Bún đỏ cô thu. À 3 giờ chiều. Đây là nồi bún đỏ của chị Thu. Và rất là nhiều bạn bảo là lên đây phải ăn thử. Đúng, lên đây là phải ăn thử. Đúng không ạ? Đúng, chính xác. Đúng không ạ? Cảm ơn chị. Trong này là mình có những cái gì ạ? Cái viên này là viên riêu đúng không ạ? Đây là riêu với trứng. Dạ. Còn gì cho em nhá? Rồi, cảm ơn chị. Bạn ơi, bắt đầy đủ đây. Để mình làm công tác phụ trợ cho. À đấy. Thì sẽ có trứng cút này, giá này, rau muống này. Cái viên này là hành khô này. À, đây là viên như kiểu riêu ấy. Chị có cái món bò viên rất là ngon, nhưng mà chị và chị hết từ chiều rồi, sẽ bán từ 3 giờ chiều đến khi hết mọi người nhá. Cảm ơn Chum. Ở đây thì sẽ có nước mắm này, tương ớt này. Mắm tôm đây. Đây là mắm tôm. Chị bảo là phải cho mắm tôm. Cái này cảm giác nó sẽ hơi giống bún riêu một tí nhỉ. Đúng rồi. Ừ. Bún riêu một tí. Em cảm giác nó cũng giống cả bánh đa Hải Phòng một tí. Ừ. Có con rau muống giống kiểu bánh đa Hải Phòng ấy. Mùi sẽ giống như mùi bánh đa cua. Cái nước này rất là ngọt cho mọi người nhá. Cái nước lèo rất là ngọt, rất là ngon. Cho thêm một chút mắm tôm vào, cái này nó sẽ giống dạng kiểu như canh bún ấy, giống dạng canh bún, giống dạng canh không phải canh bún cơ, là một món khác. Vì bún riêu nữa các thứ cơ. Rau sống nhá. Mình cho mắm tôm vào chưa nhá? Anh cho rồi đấy, em ăn đi, em ăn thử. Đấy, quá nhỉ. Bún và trứng cút. Bún và trứng cút. Ai thiếu trứng ăn nhiều vào nhá. Dễ ăn đúng không? Nó không bị ngọt đâu. Đây là viên riêu nhá mọi người. Cái gạch cua khá hợp trộn với các thịt. Ngon lắm. Nói chung là rất là dễ ăn. Cái sợi bún thì là to giống như là sợi bún bầu ế mọi người. Nhưng mà nó không bị bở. Nó không bị bở. Ngon đấy. Mọi người thử nhá, ăn tầm tối này cũng rất là ngon này, dễ chịu này, nhẹ nhàng. Cứ cuối ngày là chè cô Vân. Của tôi đâu? Chè đá đi bạn. Đây là chè gì? Chè của mình là chè sữa hạt liệu này. Bạn cũng bắt đầu. Đang đến giờ bắt đầu ngất rồi. Của Thành là chè thốt nốt. Đấy. Của Thành. Còn đây là chè gì? Của vợ là gì? Chè thái sầu riêng. Khá ngon các bạn ạ. Còn ngon thật sự hay không thì bây giờ phải ăn mới biết được. Đâu cho anh thử. Được. Hôm nay ăn mà còn thơm ngon là ngon đấy. Hôm nay ăn rất nhiều à? Ngon nha, chè Phú Vân. Ngon phết. Mà thơm. Đây của mình là chè sinh sa hạt liệu. Mình sẽ ăn thử. Nước cốt dừa này nó không bị kiểu như là mùi nước cốt dừa đóng lon ấy. Mặn mặn ngọt ngọt. Ngon phết. Cho đá vào thêm. Nó có rượu ngon, thơm, béo béo. Bà review món của bà đấy. Review món của bà. Lạnh. Rất là mát. Nóng lắm. Rất là mát. Tan ngay trong miệng. Cái đấy có nóng không? Cái đấy có nóng không? Món này có nóng không? Không. Không à? Là mát rồi mà. À, ok, mát. Tan ngay trong miệng. Thế chỉ mỗi bát được một miếng thốt nốt thôi đúng không? Rất là đáng rồi nhỉ. Đấy, mày nốt. Sao này này, thử. Cắn đôi. Sợ mình xin thêm miếng nữa anh ạ. Ngon phết. Ăn giòn mà nó không bị nhũn ý, không bị ngọt quá. Ăn cứ tưởng thạch nhỉ. Hi, chào mọi người, sáng ngày hôm nay thì bọn mình đang có mặt tại phở khô Gia Lai tại ở 200 Phan Chu Trinh. Đây là một hàng mà cái gì? Một em của Xí Chum là ở Buôn Mê Thuột luôn, recommend cho bọn mình đến ăn sáng. Bây giờ thì bọn mình sẽ ăn xem món ăn này như thế nào. Tại vì là phở khô thì mình không biết là có giống như là phở trộn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội hay không. Rồi bây giờ chúng ta cùng thử món này xem như thế nào nhá. Chấm là nó sẽ có gà. Dạ. Và nước là nó có bò và bò viên nha em. À vâng. Rồi. Cái phở khô Gia Lai đây đặc biệt của nó là phở từ nhà làm. Nhà chị đã trên 30 năm này rồi. Dạ. Đó. Cái nước trộn này là thịt băm hả chị? Nước trộn đó là thịt băm. Tương động hành. Dạ. Còn đây là bò viên và thịt bò. Họ sẽ ăn kèm.
Bé quá nhỉ. Sẽ thực hành một tô. Đây là cái tương đậu. Dạ. Đậu nằm ở nhà là. Đậu đó rồi. À. Rồi. Cái cho xì dầu. Xì dầu. Xì dầu nghe em. Dạ vâng. Xì dầu thì em cho một tí xì dầu. Em cho xì dầu chưa? Rồi, em cho một tí xì dầu. Em cảm ơn. Đây một tí xì dầu. Không có mặn nha em. Dạ. Đây là nó không có mặn. Tại vì tương là nấu vừa ăn thôi, không có mặn. Dạ. Rồi em cảm ơn. Em trộn đều lên. Dạ. Trộn đều lên và ăn kèm với là giá trộn và rau. Mà em thì cái sợi nó giống sợi hủ tiếu nha chị nhỉ? Đúng rồi, cái này thì ở trong Sài Gòn họ gọi là hủ tiếu. Dạ. Nhưng mà Gia Lai của chị là phở. Nhà chị đã coi như là 30 mấy năm rồi. Ồ, tầm 35 okay. năm gia truyền đấy. Cảm ơn chị nhiều nha. Chị ăn em ăn ngon vậy. Còn những vâng. miếng súp lên thì mình cứ kèm chấm ớt. Dạ. Với cái gia vị tụi em muốn ăn chua dạ. thôi dạ. ăn cay nữa. Đúng. Còn lắm đấy, 2 bát. Ừ. Cái sợi hủ tiếu nó rất là ăn rất phở. Nó rất là mềm nhá. Mà cái tương này nó thơm và nó hơi có mùi xém xém. Đấy, hơi có mùi xém. Đấu. Hơi khó nhỉ, hơi khó. Ngon lắm. À, nó sẽ không hương này giống kiểu cho chan miên không? Đúng rồi, nhưng mà nó sẽ nó dễ ăn hơn cho chan miên. Và nó sẽ không phải là phở khô như kiểu như là phở chua trộn ở ngoài ngũ xã ở ngoài Hà Nội. Đây trong này thì sẽ có thịt bò tái này và có bò viên. Đấy, thử nước súp luôn nhá. Nước ngọt ngọt thanh thanh. Nó sẽ thiên ngọt một chút nhưng mà mình nghĩ rằng là cái này cũng sẽ dễ ăn luôn. Rau màu này. Thực ra cái này thì mình nghĩ với sức của anh em con trai thì nên ăn 2 bát. 1 bát thì chắc 2 gắp lấy. Bữa sáng của những con người đây vẫn đang ăn. Đây là bàn mình á. Thêm mấy chén. Hôm qua thì ăn hết 42 cái đĩa. Cái đường đi vào đây rất nhiều bướm bộ lúa này chung này à đây hàm thương đây ô có nắng lên luôn chị thấy hàm thối mà nắng này đây luôn này ôi cái hoa giấy ôi trên này mới dây bướm này ôi ôi làm bướm đấy quay bên này đi ôi mọi người nhìn thấy không nhở hay là mình xuống mình đẹp quá ôi đẹp quá. Yeah. Mình thiên nhiên. Ồ. Ôi sốt sao. Sốt sao chiêu nhờ. Thế thôi bà nhá, lấy ghế đi nhá. Có phải diều Hello Kitty luôn này. Diều của cam. Diều của cam. Cái thằng kia thằng gì vậy? Chúng biết thùng cà phê đấy. Cái này sẽ nói là suối thì hợp lý hơn là thác. Đó. Thì ngày mai thì bọn mình sẽ đi một cái thác nó rất là đẹp. Còn đây là cái đồ cà phê mà Trâm Anh chuẩn bị cho hai gia đình. Nhìn rõ ở đây rất là có nhiều bướm xung quanh này, xong rồi tiếng ve, tiếng suối, xong rồi không khí rất là trong lành, với cả cái mùi của cây cỏ ấy. Đây, cho mọi người xem này, cái con suối nhỏ nhỏ. Xong như thế này. Rất là dễ chịu luôn. Đẹp nhở? Đẹp đấy. Bảo là tại vì đây là cái khu mà gọi là sao trong nội bộ gia đình thôi, tức là trong cái khu đất của nhà bạn ý, cho nên là cái chỗ này thì nó sẽ không phải là cái chỗ công cộng để mà mình có thể tìm đến dễ dàng được. Thế nên mình nghĩ là ở đây thì sẽ có rất là nhiều cái khu như này, nếu mà người dân bản địa họ biết thì họ sẽ có thể dẫn mọi người đi được. Đây là đồ chơi của eSIM. Dạ. Đó, chuyên pha cà phê. Nhạc hợp lý đấy. Uống một cái ly cà phê pin rất là dễ say. Còn cái này thì hàm lượng cà phê nó chỉ có phân nửa thôi. Nhưng mình pha với nhiều nước hơn loãng chia đều. Đây là cà phê mà eSIM pha cho bọn mình bằng cái lọc giấy kia. Gọi là gì? Đó. Phê quá. Phê á, cái này nhẹ mà. Mẹ tôi cũng không hơn.
ướp mà mê luôn. Say luôn à? Yêu, mê quá. Nhưng mà y có nghĩa là giống như ở miền xuôi mình là văn ấy hả? Không, y là thằng á. Y là thằng. Còn hờ y là Mr, còn hờ là Missy. À, còn cái hờ là Missy. Y thành. Nghe nghe Mr, Missy nó sang hơn hẳn là thằng với con ấy nhỉ. À, có nghĩa là ví dụ như là y sim là thằng sim. À. Anh sim. Y thành. Y thành. Hờ hương. Hờ hương. Hờ loan. Hờ heo. Hờ heo. Hờ heo mi nhon. Hờ heo mi nhon. À, có nghĩa là con này là hờ châm anh. Hờ châm. Ờ, hờ châm. Ờ. Gì à, y sim? À, cái này là rip đá thôi anh. Rip đá. Ờ, y sim thì là chuyên về các loại cà phê cao cấp. đúng với cái gì? Đúng với cả cái sở thích của mình luôn. Đây, cà phê này, màu kính tán. Cà phê là có... Middle of the road, there's just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine, I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet, made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. Bây giờ thì sau khi mà từ Suối Mơ chỗ bạn của Isim đi thì bọn mình sẽ mua nem nướng và sau đấy thì bọn mình sẽ ra rừng thông để ăn rừng thông vào chiều hôm nay. Nhưng mà lên Buôn Ma Thuột đây thì các bạn sẽ thấy rằng là ở trên này họ không có những cái biển cấm dừng đỗ xe. Đó, đây là một cái điều rất là khác biệt luôn. Đường nào trông cũng rộng này, trông cũng đẹp này, quy hoạch rất là tốt. Và được cái là ví dụ bọn mình đi xe hơi như này thì đỗ thoải mái luôn. Ở tất cả các đường đều đỗ được luôn, rất là thích. Mà đây cũng không mất tiền gửi xe. Mà không mất tiền gửi xe luôn, đây là một cái rất là đặc biệt ở Buôn Ma Thuột. Đồi thông Inue. 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 Wow. Đẹp chết. Cái rừng thông này ở trên bản đồ có nha mọi người. Nó tên là rừng thông Inue. Thì mọi người có thể qua đây để ngồi ăn trưa. Rừng thông trên này rất là đã luôn. Mặc dù bọn mình đi buổi trưa nhưng mà rất là mát. Có một cái thông tin này thì mình không biết là các bạn đã biết chưa. Đấy, ở đây, chờ tí mình sẽ đi ra đây xong rồi mình bảo với mọi người nhá. Không biết là mọi người lên trên hình thì mọi người có nhìn thấy rõ không. Đây. Đấy. Nhưng mà từ sáng tới giờ là từ cái chỗ Suối Mơ với cả ở đây thì nó đều rất là nhiều bướm. Và Isim có nói với cả vợ chồng mình rằng là cái tháng 3 ấy, cái tháng 3 ở trên Buôn Ma Thuột nó sẽ là mùa bướm. Hoa sẽ nở này, sau đó thì bướm nó sẽ kiểu như là thụ phấn ấy. Cho nên là trên này cảnh rất là đẹp luôn. Đẹp lắm. Ở trong thành phố Buôn Ma Thuột thì sẽ không có đâu. Nhưng mà ví dụ mọi người đi ra rìa một chút mà chỗ mà có rừng cây thứ này thì sẽ có rất là nhiều bướm như thế này. Rất là mát luôn, mặc dù bây giờ là tầm 1 giờ kém chiều nhưng mà rất là dễ chịu. Cái này là nem nướng hả em? Dạ. Mọi người có thể tham khảo quán này. Cũng có thể lạ lắm. Sốt này là nấu từ em nếp và thịt băm. Cái này của chị nha, chi cái nem nướng này là quán tên là gì hả mọi người? Thanh Loan. Thanh Loan à? Ôi kìa, tên vợ luôn kìa. Thanh Loan. Đấy, Thanh Loan giấy ăn hả? Đây Thanh Loan. Quấn một cái quấn như này. Ôi, ánh sáng quay lên đẹp thế. Cái này to rồi ta. To thì ăn tham. Ngon không đôi này? Ngon. Ngon nhỉ? Ăn năng. Ăn kiểu mát mẻ ấy. Ừ. Dễ ăn. Ừ, mát cũng mát. Mày ở xưa. Mùa đây mát nhỉ? Mùa đây Sài Gòn nóng rồi. Sài Gòn nóng rồi đúng không chị? Ừ. Yêu mùa nóng. Bây giờ là giữa trưa nhá. Mà mát. Mát. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs. And the way she always dances. When she thinks nobody sees.
when she's gonna miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Nói chung là mọi người khi mà ăn uống sử dụng xong thì mọi người nhớ thu gọn hết rác vào nhé. Ở đây thì vẫn có những cái rác của những cái vị khách trước này. Đó. Thu dọn thật là sạch sẽ nha. Đẹp như thế này không ạ? Sau khi mà đi ăn trưa ở Đồi Thông xong thì bọn mình di chuyển hết về khách sạn nghỉ ngơi. Và bây giờ là 5 giờ chiều thì cả lũ đang đi ngắm anh Hoàng hôn. Đây, vừa mua cà phê kem trứng ở số 2 Bà Triệu. Ăn xong, hôm qua ăn thì thấy ngon nhưng hôm nay ăn lại lần thứ hai thì hơi ngấy rồi các bạn ạ. Này ăn chắc ăn một lần thôi. Hôm nay mình béo hơn rồi đấy. Chỉ có tôi là lời thôi. Đây là một cái, đây là đại lộ gì? Đại lộ Đông Tây. Ô, đại lộ Đông Tây. Đại lộ Buôn Ma Thuột. Đại lộ Buôn Ma Thuột. Ôi mọi người ơi, ở đằng kia kìa, đường phố kìa. Bắt đầu về chiều ấy thì cái không khí nó khá là mát, rất là dễ chịu và các bạn có thể ra những cái bãi ở đây như thế này, ngắm thành phố ở bên kia và kiểu như là chúng ta ăn uống này xong rồi chỉ đơn giản là ngồi ngắm cảnh hưởng không khí thôi, cũng rất là thoải mái và dễ chịu. Đây, đợt này thì nhớ mang flying cam đi rồi để bay cho mọi người xem này. Ui, mát phết nhờ. Hôm nay mát hơn chiều, hôm nay mát hơn chiều hôm qua. Anh xin chào mọi người đang xem nhé. Tôi là Nguyễn Nhật Anh. Là các bạn ở Buôn Ma Thuột. Cảm ơn các bạn đã đến với lớp trường nào. Dạ, Buôn Ma Thuột, trường Buôn Ma Thuột nhá. Ồ đấy. Trường giỏi á. Bye bye mọi người. Oh what a start. Inside out and upside down. No stress, I'ma clean up this mess. Like Alice. First hand me scissors, then bring out the heavy artillery. Oh, justice is my middle name, I'm Alice. Dear Queen of Hearts, I'ma grow you white roses, so you can learn. Thành vừa làm gì rồi? Thành vừa đến hàng mạnh và trả tiền cho tôi rồi. Đây là đi tìm bất động gia đại sản đến đây. Bất động gia đại sản. Đại gia bất động sản. Đây nha, bia của Chum đây. Chum có biệt danh là Hương Hỏa Lò. Bây giờ mà ra 4 tiếp tại vì từ nãy giờ vào tù quá nhiều rồi nào. Thân lắc đi. Tôi chạy mắt ạ. Ôi. Ôi my god. Ôi chào em, đi vào nhà em đi. Ôi. Chị ơi hôm nay không được 200.000 thì mất 400.000 một áo thôi. Cuối cùng Hương Hỏa Lò, cô ấy là người chiến thắng, mua đất khắp Hà Nội luôn. Vợ em là người chiến thắng các bác ạ. Để em make it rain. Anh em nhìn này. Tu tiền. Cuối cùng con đi tù nhiều nhất đây là con thắng ạ. Thế cho nên các bạn muốn giàu ấy phải đi tù. Bạn ra tù mà xong ra tù phải bán bún chả bạn ạ. Hàng mành. Bạn sự khởi đầu nan đúng không? Bạn sự khởi đầu nan đẳng cấp được. Trời. Tập làm đang không có não. Yeah.